Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Liên minh các tổ chức nông nghiệp quốc tế gọi tắt là CGIAR, phối hợp với các đối tác Việt Nam và Campuchia tổ chức hội thảo khởi động sáng kiến CGIAR về bảo vệ hệ thống lương thực tại các vùng đồng bằng lớn của châu Á để đảm bảo sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi tắt là sáng kiến AMD. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và hơn 70 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, Campuchia, các trung tâm CGIAR thực hiện sáng kiến AMD các tổ chức quốc tế tại khu vực các viện nghiên cứu và doanh nghiệp tham dự mục tiêu chính của sáng kiến AMD là xây dựng các vùng đồng bằng này có khả năng duy trì tính toàn diện sinh thái xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu và các áp lực khác đồng thời hỗ trợ sự thịnh dưỡng và phúc lợi của cư dân bằng cách loại bỏ các rào cản mang tính hệ thống đối với việc nhân rộng các công nghệ và thực hành mang tính chuyển đổi ở các cấp độ cộng đồng quốc gia và khu vực theo đó, sáng kiến sẽ tập trung vào ba vùng đồng bằng lớn của châu Á là đồng bằng Ganges, Brahmaputra tại Bangladesh, Ấn Độ; đồng bằng Irrawaddy tại Myanmar; đồng bằng Mekong tại Việt Nam và Campuchia, nơi có 177 triệu dân đang sinh sống, trong đó có 36% là người nghèo. Để đạt được mục tiêu này, các trung tâm CGIAR và các đối tác sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như hệ thống sản phẩm phù hợp với các vùng đồng bằng, hệ thống nông sản châu thổ giàu dinh dưỡng chủ giá trị định hướng đồng bằng ít rủi ro, quản lý các hệ thống đồng bằng toàn diện, bình đẳng giới và hòa nhập và lập kế hoạch phát triển đồng bằng dựa trên bằng chứng thực tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các ý tưởng để cùng nhau thực hiện có hiệu quả sáng kiến AMD.